Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ ba, 13 Tây tháng 6 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 170 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Mời quý vị và các bạn hãy nghe một ca khúc, đó là Lá Cờ Máu nha, để cho vấn đề là các bạn biết được cái ý nghĩa của cái lá cờ máu nó như thế nào. Mời quý vị và các bạn hãy thưởng thức nha. Chào mọi người. Lá cờ đỏ là lá cờ máu, tượng trưng cho nghèo đói thương đau. Lá cờ này oán nặng thù sâu, lá cờ này làm điêu đứng dân ta. Bao nhiêu người đã chết oan, bao gia đình trình 171. Cảm ơn các bạn nhắc Lisa nha. Nhiều công việc quá cho nên Lisa quên. Lisa xin đính chính lại là chương trình khai dân trí số 171. Lá cờ đỏ là lá cờ máu, tượng trưng cho nghèo đói thương. Lá cờ này oán nặng thù sâu, lá cờ này làm điêu đứng. Bao nhiêu người đã chết oan, bao gia đình đã tan hoang, cha xa con vợ xa chồng cũng vì lá cờ màu đó. Vùng lên hỡi đồng bào ơi, vùng cùng đấu tranh dẹp tan đi lá cờ máu, đòi tự do nó cho dân tộc.
rồi, Lisa cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã thưởng thức một bài nhạc đó là Lá Cờ Máu nha. Bây giờ chúng ta đi làm chương trình. Chị Lisa ơi, chị Lisa, trái tại cửa hàng điện dụng, điện dân dụng tại thành phố Thanh Hóa vào lúc 2 giờ 50 phút ngày 13 tây tháng 6 năm 2017. Tại cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị điện dân dụng có địa chỉ tại số 36 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa đã bị bào hỏa viếng và cháy lên dữ dội chị ơi, gây nhiều thiệt hại về hàng hóa, ước tính đã bị thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Tiếp tục. Còn đâu nữa rồi đạo đức kinh doanh ở nước Cộng sản Việt Nam chị ơi, theo gương của thằng chó đẻ súc vật tội đồ Hồ Chí Minh, hàng chục con tàu cao cấp của ngư dân ở Bình Định vừa đóng xong vỏ thép đã bị quen dỉ, máy móc bị hư hỏng nặng nề, đã không đưa vào sử dụng được nữa rồi chị ơi, hao tốn đã đến hơn cả hàng chục tỷ đồng. Vay tiền của ngân hàng thì giật luôn cho chị đồ cái thứ mất dạy, đóng tàu vỏ thép. Ở ngoài biển là nước biển nó mặn, mà bây giờ đưa thép mà loại thép của Việt Nam thì kể như là nó quen rỉ thôi, nó lủng lỗ mà thôi. Đó các bạn thấy, đó cái sự mà vấn đề là khốn nạn của vấn đề là kêu bằng là chế độ là nó như vậy. Chị ơi chị, nguyên nhân động trời bây giờ được điều tra ra là nhà máy đóng tàu dùng thép của thằng tàu cộng thay cho thép của Nhật và Hàn, cho nên gắn máy dởm vào sự vô đạo đức của những công ty cộng sản này đã không dừng lại ở đó, mà lũ chó này còn đi đêm với tàu cộng để mà nhận thép của tàu cộng vào để làm tàu vỏ thép. Nhưng tàu cộng để một loại hóa chất nào mà khi vừa đưa xuống dưới biển thì tự nhiên bị ô rỉ và bị rỉ sét, giống như là để ở dưới biển 50 năm vậy đó chị. Người dân đã vay tiền của ngân hàng, người dân đã chuẩn bị bán nhà để mà đóng những cái tàu vỏ thép đi biển. Bây giờ nhiều người ngồi, người ta bị mất của, người ta khóc, tội nghiệp lắm chị ơi. Người dân đã đưa tiền cho những người này, rốt cuộc rồi bây giờ như vậy, những ngư dân thật thà, thiếu hiểu biết đã làm đơn để mà kiện họ. Con kiến đi kiện cục khoai đi nhé. Con kiến đi kiện cục khoai đi. Hậu quả của cái sự mà không quan tâm chính trị, chị đã nói 1.000 lần, 1.000.000 lần rồi về cái chuyện mà nó yêu cầu vấn đề là kêu bằng là đóng tàu vỏ thép, bọc thép để mà đi ra ngoài biển để mà đánh bắt cá, để mà tránh đi cái sự bắn của tàu cộng, là Lisa đã ngồi, Lisa cười liền, đây là dụ dỗ rõ ràng. Các bạn nghĩ tàu bọc thép mà đi ra ngoài mà chọi chống chọi với vấn đề là kêu bằng là súng tăng, vấn đề là kêu bằng là ba cái mà vấn đề là kêu bằng đó là tên lửa của thằng tàu cộng à, cho nên xạo nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, chị tụng kinh hay quá. Và người dân Việt Nam đã nghe lời chị, đất nhân nghe chị ở Hà Tĩnh. Xe của cảnh sát giao thông truy đuổi đã bị lật lộn nhào trên đường. Khoảng 8 giờ 30 sáng chị ơi, ngày 13 tháng 6 2017, một xe cảnh sát giao thông truy đuổi theo rượt xe của người dân đã bị xe của người dân này nhấn ga cho thật là mạnh, tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Chiếc xe của cảnh sát giao thông đã vội vã rượt theo và sau khoảng km truy đuổi đến ngã tư trổ thuộc địa bàn xã Đức Nhân, Hà Tĩnh, xe cảnh sát giao thông đã bị ma nhập hay sao mà tự nhiên lật lộn nhào ở trên đường chị ơi, là chị, trời ơi, chiếc xe bị lật lộn nhào, không biết rằng nó có chết không nha chị ơi, chết chưa, nó lộn nhào cho nó có chết chưa, mấy thằng chó đẻ này phải cho nó chết vậy đó mới là được. Ở Việt Nam là nó như vậy đó nha. Chị ơi chị có hay tin gì chưa chị ơi, tự nhiên bây giờ ở Việt Nam tự nhiên có một bài báo nào đó nó đăng lên, nó kêu gọi là bây giờ phải là nhất thể quá kìa chị. Thì vậy đó. Nhất thể quá. Bầu tổng thống, tổng thống á, là vấn đề là kêu bằng là cũng là đảng của ta luôn nữa, cái chế độ giờ nó khốn nạn vậy đó. Đây là phe của thằng Trần Đại Quang nè,
Bây giờ thằng Nguyễn Phú Trọng nó muốn làm thịt vấn đề là kêu bằng là thằng Nguyễn Tấn Dũng và phe của thằng Nguyễn Tấn Dũng. Các bạn thấy cái nham hiểm của một thằng chó đẻ đầu bạc chưa? Một thằng mà gần 80 tuổi, gần đất xa trời mà đi ăn thua đủ với một thằng con nít sinh năm 1988 là vấn đề là kêu bằng là thằng Nguyễn Minh Triết, là con trai út của Nguyễn Tấn Dũng. Mà bây giờ thằng đầu bạc này nó tìm cách để mà nó bôi một cái bãi cất trâu lên trên thành tích của thằng này. Thằng nhỏ này nghe lời ba của nó là thằng Dũng đi về vườn để làm người tử tế, dặn rằng con ơi, con làm ở Bình Định, con nhớ con liêm khiết nghe con, coi chừng bởi vì ba không còn làm thủ tướng nữa, ba đã vấn đề là đi về làm người tử tế ăn chay niệm Phật rồi, cho nên con trai của cha vấn đề là hãy lên yên lặng mà đi ra ngoài làm nha con. Thằng này gạt đầu dạ đi ra ngoài ngoài tưởng sao. Thằng chó đẻ đầu bạc nó gơ dòm ngó tới thằng này, bắt đầu nó lột chất mẹ nó rồi, nó bôi một bãi cất trâu thành tích là vấn đề là yếu kém mẹ nó rồi. Trời ơi là trời à, vậy mà thằng Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn ngồi im thinh như vậy đó. Bây giờ nếu nói về đạo đức, một thằng mà đáng tuổi ông của thằng vấn đề là kêu bằng là Nguyễn Minh Triết, là con của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thằng con trai út này, thì tại sao lòng dạ nó hẹp hòi như vậy? Thằng Nguyễn Minh Triết sinh năm 1988 có mắc mớ ông cha của thằng chó đẻ trọng lũ không? Vậy mà tại sao bây giờ nó phải vấn đề là như vậy? Có thấy không? Rồi Lisa nhận được một cái mật tin là bây giờ nó cho ở ngoài Phú Quốc, tao nói nổi loạn lên, nó ngoài ngoài tự động cướp đất của dân, tự động kêu bán công khai, rồi ở tại Kiên Giang thì tự động vấn đề là nổ bùng lên, dẹp chợ, phá chợ hết trơn. Rốt cuộc rồi hỏi ra là phe của thằng chó đẻ đầu bạc là thằng Phú Trọng, thằng Trọng Lúc, để làm vậy chi? Để bắt đầu lôi đầu thằng Nguyễn Thanh Nghị ra, bắt đầu chụp cho mày một cái bãi cất trâu nữa, dội trên đầu mày một cái thành tích. Đó là gì? Đó là quản lý yếu kém, để mà đi tới là hạ bệ con của thằng Nguyễn Tấn Dũng chứ không có con mẹ gì chứ. Rồi bây giờ thành lập một cái ủy ban kiểm tra trung ương, tưởng sao ủy ban kiểm tra trung ương ở Thanh Hóa, ở những cái tỉnh ở miền Bắc thì kể như là thần tiên, không có sai phạm. Cho nên cái ủy ban kiểm tra trung ương này là chỉ chú trọng đi bắt đầu từ Hải Phòng, nơi nào mà của thế lực của thằng Nguyễn Tấn Dũng thì cứ việc đưa vô để mà kiểm tra trung ương, để mà lôi đầu từ thằng một ra để kiểm điểm. Bắt đầu phe của thằng Nguyễn Tấn Dũng nó lên, nó nói trời đất quỷ thần ơi là trời, bây giờ những này là hả, bây giờ đảng là sao, bây giờ những này là ông là những này là kêu bằng đó là lãnh đạo đảng, bây giờ ông muốn thanh trừng ai, ông thanh trừng phải không? Ông nói mẹ một câu đi, ông nói sao, ông nói sao, ông nói đại nó đi. Yeah. Nó bình tĩnh, phải bình tĩnh chứ. Tôi không có lãnh đạo gì cả nha. Yeah. Cái nhất quán của chúng ta là đảng lãnh đạo. Từ hồi nào tới bây giờ xin báo cáo với các đồng chí là đảng cộng sản là vai trò lãnh đạo nòng cốt. Cho nên đảng lãnh đạo tức là toàn bộ tất cả 4 triệu đảng viên và tất cả những gia đình nào mà là đảng, tức là đảng lãnh đạo hết. Tức là đất nước của ta là tôi không phải lãnh đạo, tất cả là đều đảng lãnh đạo. Cho nên đồng chí Nguyễn Tấn Dũng cũng là lãnh đạo. Cho nên con của đồng chí Nguyễn Minh Triết cũng là lãnh đạo. Cho nên Nguyễn Thanh Nghị cũng là lãnh đạo. Đinh La Thăng cũng là lãnh đạo. Cho nên tất cả chúng ta đều là đảng lãnh đạo chứ không phải tôi là những này là lãnh đạo, cho nên tôi không có quyền. Tôi không có quyền. Ta nói vậy sao mà không có quyền là sao? Tự nhiên ông tổng bí thư tự nhiên ra kiểm tra ủy ban kiểm tra trung ương để mà đi đập chụp đầu thằng này, chụp đầu thằng nọ, phe của Nguyễn Tấn Dũng hết trơn vậy ông? Làm gì mà những này là giam mẹ nó thằng Đinh La Thăng vậy ông tổng bí thư? Thằng Trọng Lúc nó lên nó ngồi nó đeo mắt khiếp, nó ngồi nó nói. Thì như tôi đã báo cáo các đồng chí trong đại hội trung ương rồi. Tức là cái vai trò mà những đây là lãnh đạo là do đảng lãnh đạo. Còn những cái người mà cá nhân như tôi chỉ là thực thi thôi. Cho nên tôi được những đây là kêu bằng là ban chấp hành trung ương đảng bầu cho tôi là tổng bí thư. Thì tôi chỉ là thực hiện theo những cái nghị định hoặc là theo những cái vấn đề là kêu bằng là sự mà chỉ đạo của đảng. Tức là nhân tố tôi và đồng chí Tòng Thị Phóng và đồng chí Nguyễn Xuân Phát, tức là tự là tờ đồng chí Niệm, thì cũng là thực thi thôi. Cho nên dù bây giờ tôi có ký cho Formosa vào, dù cho tôi có bán nước Việt Nam, thì tôi cũng làm theo được ý của đảng.
Cho nên thật sự ra là không ai mà những này là nói tôi là bán nước, hoặc không ai nói tôi là những này là rước tạo vào cả. Cho nên bởi vì tôi chỉ là người thực thi thôi, cho nên đảng lãnh đạo các anh muốn chửi chửi cả bốn chưa đánh riêng. Mày dám chửi không? Gái mày nha mày. Mày dám chửi đảng phải không? Mày ngon mày chửi đảng đi. Mày chửi tao tức là mày chửi đảng rồi đó. Cho nên bây giờ đất nước Việt Nam thằng nào thằng nấy ngậm bù hòn mẹ đó trơn rồi. Thấy cái cơ của thằng chó đẻ tình báo qua Nam nó dạy cho thằng trút đó. Trong lúa hay ghê không? À, nói chuyện hay ghê không? Rồi bây giờ tất cả đảng viên đều bắt đầu là ngậm mẹ nó. Vấn đề là cái bằng bù hòn mẹ đó trơn. Bây giờ làm sao được? Bây giờ hãy lên mà nói à, bây giờ những này là ha mà nghe nói rằng là mày nhu nhược, mày bắt đầu là kêu bằng là mày không dám chống tàu phải không? Trọng lúc rồi này, đồng chí bình tĩnh. Cái này không phải là tôi à, cái này là ý đảng lòng dân nha. Ý đảng là muốn cho phe của tôi là đi xuống từng nhà để mà cướp mẹ đất đai giường tượng cái kia, đó là ý đảng. Lòng dân cũng vậy, lòng dân mà chỉ cần ngược lại ý đảng là người dân bị chết mẹ ngay. Cho nên hệ ý đảng mà đã quyết định thì nó thuận với lòng dân. Cho nên ý đảng lòng dân hoặc là lòng dân ý đảng nó đều giống nhau cả. Khó vậy đó. Nó thấy không? Ừ. Cho nên bây giờ phe của thằng Trần Đại Quang bây giờ nó đòi là phải là nhất quán thể. Nó phải đòi như vậy đó. Nói chứ trời tại sao mà đòi vậy đồng chí. Nó nói ừ thì bây giờ những này là kêu bằng là chúng ta phải cần đi. Cần những này là kêu bằng là chúng ta phải cần chứ. Bởi Lisa nói thật, cả người dân ở tại Việt Nam bây giờ người ta rất là bất mãn với cái chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là thằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thằng chó đẻ này nó đem giáo điều ra, nó nói cái kiểu mà ngu xuẩn dốt nát như vậy, hỏi ai mà chấp nhận được. Hãy đụng tới cái là chúng tôi là tái cơ cấu, ngân hàng cũng là tái cơ cấu. Mà mỗi lần tái cơ cấu là phe của thằng Tấn Dũng như vô nhà đá ngồi mẹ đó, 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 ta tái cơ cấu mà. Vỉa hè quận nhất ta cũng tái cơ cấu à, tao tái cơ cấu trở lại hết trơn à. À, cho nên bây giờ là trong tất cả các nghị quyết trung ương của đảng đưa ra thì ngày hôm nay những này là cơ bằng là à, quý vị nên biết được như vậy nhé. À, các bạn phải biết như vậy. Tình báo qua Nam nó qua nó nói trong trọng lũ à, người dân Việt Nam ngày hôm nay rất là ghét tàu cầm của chúng ta. Cho nên đồng chí phải làm sao mà để cho người dân Việt Nam phải là yêu chuộng người tàu cầm. Đừng có để cho người dân Việt Nam cho người tàu cầm là chơi bẩn, chơi dơ. Cho nên trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải, đồng chí phải nên quán triệt đối với người dân Việt Nam. Thằng Tổng lúc đó nói cứ yên tâm đi, ngọ cứ yên tâm, lì sẽ lỗi hết. Tức là nghĩ nói là ý đảng lòng dân là phải tôn thờ thằng Tào Cộng. Bây giờ lập lên cái viện Khổng Tử nhưng mà người dân Việt Nam cứng đầu. Nó lập lên cái viện Khổng Tử mà giờ ai cũng vô đái vô mặt của thằng Khổng Tử. Ai cũng ỉa trên đầu của thằng Khổng Tử. Còn trong khi cái trường đại học của Hoa Kỳ vừa xây lên được, tức là cái bằng là 15 tỷ đô la, là bây giờ các băng thánh hành bắt đầu là chào cờ của Mỹ. And you wish you as you vui ghê không? Cái mẹ tôi bay chống Mỹ cứu nước cái kiểu gì vậy? Tôi bay chống Mỹ cứu nước mà giờ trường đại học của Mỹ bây giờ nó xây mẹ đó ở Việt Nam chuẩn bị cho trước đây là tuổi trẻ Việt Nam đi vào ào ào để mà học theo Tây phương. Còn cái viện Khổng Tử tôi bay ra đời trước thằng Mỹ, tôi bay xây cái viện Khổng Tử.